Chào mừng đến với Bombex Việt Nam Mulletis. Chúng ta sẽ đến với map Maze, một trong những map khó nhất trong Bombex hiện tại. Map này tốn khá nhiều tôn, tùy theo bố trí súng nên ta chọn hướng đánh. Với cách bố trí này thì ta ném xeo, 4 xeo và dọn phía bên phải. Mình không muốn bình luận đâu, nhưng mà xem xong cái tôn này tức ói máu, ăn hết cả xeo của anh em, không ném bom, không làm gì cả. Tính ra chỗ kia bằng mấy chục lọ sinh tố, có khi ăn xong ném 4 xeo kia nghi gần nổ. Anh em sau đỡ nhàn. Chán bác Sở Nguyễn quá.
do thừa khá nhiều tôn nên mình cho anh em dọn sạch, chứ không thì ít tôn thì mình cứ phập xe rồi mình tìm chỗ đứng rốt 5-6 sốc cũng được. Các bạn có thấy skin vừa rồi không? Kín khói, Joker sẽ bắn được một lượt, kết thúc một mục tiêu, không tốn gunbow sốc các súng khác. Gunbow đấy mình để ném bom.